Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh, mình đến từ Celtic Studio. Hôm nay thì mình quyết định làm một cái loạt video về chia sẻ các cái kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bao gồm nguyên lý thiết kế về kiến trúc, nhà dân dụng, hay hiểu hôm nay là nhà dân, rồi nguyên lý thiết kế trong nội thất. Thì mình xin nhấn mạnh rằng là mình không có ý định dạy dỗ gì ở đây cả, mà cái này nó chỉ đơn giản là chia sẻ một số cái kiến thức của mình về các cái vấn đề liên quan đến cái việc là chúng ta khi mà thiết kế một căn nhà của mình thì nó chúng ta cần biết những cái gì, những cái kiến thức cơ bản như thế nào. Bởi vì mình thì cũng là kiến trúc sư, cũng có được khoảng 10 năm kinh nghiệm rồi. Và bên cạnh đó thì mình còn có một cái trung tâm đào tạo về đồ họa máy tính. Tuy nhiên là trong cái quá trình đào tạo thì mình nhận thấy rằng là có nhiều bạn học viên có cái xuất phát điểm là không phải là kiến trúc sư và cũng không phải là một người đào tạo được qua trường lớp bài bản về thiết kế. Và có khá nhiều các bạn là bị yếu cái mảng kiến thức nền tảng và cơ bản về thiết kế. Thế nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái loạt video về để chia sẻ những cái kiến thức cơ bản. Thì hy vọng là sẽ giúp được các bạn phần nào đó gọi là tham khảo thêm thôi. Chứ cái này mình cũng không dám nói là mình dạy dỗ hay là gì cả. Bởi vì là mình vẫn còn có nhiều thứ chưa hoàn thiện và có nhiều thứ mình chưa biết. Mặc dù là cũng làm nghề được 10 năm rồi, nhưng mà kiến thức nó quá rộng lớn. Nên là mình không có đủ tự tin là mình có đủ kiến thức để dạy ai đó một cái gì đó về mảng thiết kế cả. Có mảng về đồ họa thì mình tự tin thôi, còn mảng về thiết kế thì mình không tự tin để dạy. Nên là những cái này mình chỉ nhấn mạnh là mình chia sẻ thôi, cái gì mình biết thì mình sẽ nói. Nếu mà các bạn nào mà có kinh nghiệm mà xem video này mà thấy mình nói sai chỗ nào thì các bạn thông cảm nha. Thì hy vọng là cái loạt video này nó sẽ giúp ích được các bạn phần nào trong cái quá trình hành nghề. Ok, rồi cái chủ đề ngày hôm nay thì nó sẽ là cái câu chuyện về cái nhà vệ sinh. Đây là một cái phần mà có lẽ là nếu mà không biết về thiết kế thì các bạn sẽ đánh giá là cái nhà vệ sinh nó là một cái gì đấy nó rất là phụ ở trong nhà. Như ở quê các cụ hay gọi là công trình phụ đúng không? Hoặc là các bạn sẽ nghĩ ở đây là một cái không gian là nó không quan trọng quá trong nhà, chúng ta làm thế nào cũng được. Nó chỉ là một cái nơi để chúng ta ỉa đái thôi mà, tắm rửa giặt rũ, nói nó hơi thô, nó là như vậy. Nhưng thực ra ấy, thì cái nhà vệ sinh nó có vai trò cực kỳ lớn trong một cái không gian nhà ở. Dù là các bạn ở nhà đất hay là ở nhà chung cư, thì cái việc mà nhà vệ sinh này nó cái vai trò của nó cực kỳ quan trọng trong tất cả mọi thứ liên quan trong nhà. Tối thiểu là nó sẽ liên quan đến một số vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về chúng ta bố trí mặt bằng như nào. Ví dụ các bạn có thể là làm một cái công trình mới từ đầu đến cuối. Tức là ví dụ như các bạn, ví dụ nhá, các bạn có một cái mảnh đất làm dạng kiểu nhà lô đi. Đây là cái kiểu nhà mà thấy rất nhiều ở các cái thành phố cũng như là các cái đô thị hiện đại đúng không? Cứ giả sử cái mảnh đất này của các bạn kích thước nó khá là thoải mái, dài khoảng 20m và bề ngang khoảng 4m, tức là diện tích khoảng tầm 80m. Với diện tích này là rất là lớn rồi. Thường thì bây giờ cái nhà lô mà ở các thành phố lớn bây giờ thì nó chỉ loanh quanh cỡ khoảng tầm 50-60m thôi, chứ còn 80m là bắt đầu cũng to tiền rồi đấy. Mà thôi bỏ qua việc đấy đi, mình cứ lấy một cái kích thước này cho nó thoải mái nhá. Thế thì bây giờ ví dụ như này, đây là tầng 1 chẳng hạn, thì các bạn sẽ bố trí cái nhà vệ sinh ở đâu? Rồi lên tầng 2, giả sử như là với 80m này chẳng hạn, các bạn muốn bố trí bao nhiêu phòng ngủ cho một tầng? 3 phòng ngủ hay 2 phòng ngủ? Và các bạn sẽ bố trí bao nhiêu nhà vệ sinh ở trên một cái mặt bằng như thế này? Và mỗi cái nhà vệ sinh diện tích là bao nhiêu và nó nằm ở đâu? Sao cho nó thuận tiện? Đó. Thì đây cũng là một cái vấn đề khá là nhức nhối. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào phân tích sau nhé. Ở đây mình đang liệt kê một số cái vấn đề chính của cái nhà vệ sinh này thôi. Thì cái việc mà khi mà chúng ta có một cái mặt bằng như này này, chúng ta cắm đầu vào vẽ luôn. Ví dụ các bạn cắm đầu các bạn vào, các bạn bố trí phòng khách ở đây, xong các bạn bố trí bếp ở đây cái ấy. Hoặc là các bạn bố trí hai bên, mỗi bên một phòng ngủ như này chẳng hạn, phòng này phòng ngủ chẳng hạn, thì thường thì nó sẽ bị sai về cái phương pháp thiết kế. Như ngày xưa mình nhớ là mình đi học trong trường thì các thầy cô thường hay nói á, mình thường hay dạy mình ấy, là một cái mặt bằng này này, chúng ta mà muốn bố trí mặt bằng á thì đừng có nghĩ đến các cái phòng khác vội. Chúng ta phải bố trí được đầu tiên là cái phòng vệ sinh và cái thang. Sau khi chúng ta bố trí được khu vực vệ sinh và thang xong xuôi và hợp lý ấy, là tất cả những cái phòng khác nó cũng sẽ được hình thành theo, là gần như cái mặt bằng của chúng ta nó xong. Và trong cái quá trình thực hành làm nghề thì mình thấy là đúng là cái đó là một cái chân lý thật. Trong một cái mặt bằng này, nhiều khi chúng ta bố trí được cái khu vực vệ sinh và thang nó hợp lý xong á, là xong luôn, là mọi thứ nó ok luôn. Còn chúng ta mà cứ đi bố trí, ví dụ chúng ta cứ đi bố trí đây là một phòng ngủ chẳng hạn, xong rồi đây một phòng ngủ nữa chẳng hạn, ví dụ thế đi, đây là một cái kiểu bố trí nó hết sức là ngây ngô. Xong rồi các bạn sẽ gặp những cái tình huống là lại bố trí đây một cái phòng ngủ nữa, xong rồi cùng dưới chỗ này này dồn cái mẹ nó thành một cái nhà vệ sinh như này. Rồi thang ở đâu đó, ví dụ thang nằm ở cái vị trí này chẳng hạn, đi đây, ví dụ đây vị trí thang chẳng hạn, thì đây là một cái cách bố trí nó cực kỳ là ngây ngô. Đó, thì đây là điểm qua để các bạn thấy rằng là cái câu chuyện sự quan trọng của nhà vệ sinh nó như nào nhá. Tóm lại là khi mà chúng ta bố trí được cái nhà vệ sinh một cách hợp lý ấy, thì tất cả những cái khác ở trong mặt bằng của chúng ta nó cũng sẽ dễ bố trí hơn.
Nên là cái nhà vệ sinh nó có vai trò rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta bố trí mặt bằng như thế nào. Cái tác dụng thứ hai, cái vai trò quan trọng thứ hai của nhà vệ sinh ấy là liên quan đến cái vấn đề về sinh hoạt. Bởi vì là nhà vệ sinh nó là một cái, nó có một cái đặc thù ấy, là nó là một cái nơi nó rất là ẩm thấp, bởi vì chúng ta tắm rửa giặt giũ mà hơi nước các thứ, tắm nước nóng các thứ nó sẽ rất là ẩm. Rồi các cái việc mà chúng ta đi vệ sinh nó cũng rất là bị mùi. Thế nên là nếu mà chúng ta mà bố trí mà không khéo ấy, chắc hẳn các bạn đã từng đi đến những cái nhà, có thể là nhà bạn hoặc là nhà của ai đó ấy, mà các bạn vào nhà vệ sinh các bạn thấy nó rất là ẩm thấp, nó rất là bí bách và nó rất là khó chịu, đúng không? Nó rất là mùi. Chúng ta nhiều khi không dám ở trong đấy lâu nữa. Trong khi nhá, với nước ngoài ấy, người ta Việt Nam mình hay gọi là toilet, hay là hay còn gọi là WC, hay là gọi thuần Việt là nhà vệ sinh. Nhưng mà với nước ngoài thì thường nếu mà các bạn mà đi đến những cái khách sạn hay là những cái resort hay là những cái nhà hàng mà sang trọng ấy, thì thường là cái riêng nhà vệ sinh này nó sẽ gọi bằng một cái tên, nó gọi là restroom, hay còn gọi là phòng thư giãn, hay gọi là phòng nghỉ ngơi đi, phòng tức là người ta quan niệm của người ta ấy, là cái nhà vệ sinh nó là một cái nơi để người ta có thể thư giãn, thậm chí là người ta có thể dành nhiều giờ để người ta ở trong cái restroom đó để thư giãn mà. Chứ nó không phải là vào tranh thủ vào một vài phút gọi là ỉa bã cho xong xong rồi đi ra, gọi là nhanh nhanh chóng chóng để thoát khỏi cái nhà vệ sinh đấy, nó cái đấy nó không đúng. Nên là cái quan niệm về chúng ta sử dụng cái phòng vệ sinh như thế nào trong cái việc sinh hoạt đấy, nó cũng là một cái vấn đề nó rất là dài mà chúng ta cần bàn tới. Cái này mình cũng sẽ nói chi tiết sau nha. Rồi chưa kể là cái nhà vệ sinh này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác nữa, trong nó cũng hơi liên quan đến sinh hoạt, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái những cái phòng khác nó hoạt động như thế nào, bởi vì nó sẽ có một cái yếu tố nhỏ nhỏ mà mình cũng xin liệt kê ở đây, nó gọi là yếu tố về phong thủy đi. Thực ra gọi cái này thì nó hơi quá đà, nhưng mà cũng gọi tạm gọi như này nhá. Bởi vì ví dụ là các bạn có một cái phòng thờ như này. Đây ví dụ các bạn, đây mình lại vẫn lấy là một cái nhà, về mình vẽ dọc như này nhá. Giả sử các bạn có một cái thang ở đây, đúng không? Xong rồi trên cái thang này, bên này các bạn là tầng thượng nhá, bên này các bạn là sân phơi rồi, đi mở cửa ra đây nó là sân phơi. Đây mình vẽ một cái mặt bằng hết sức là ngây ngô nhá. Xong rồi trên này các bạn vẫn tiện tay là các bạn phải vẽ một cái nhà vệ sinh như này. Đó, thế thì thường ở đây các bạn có bố trí phòng thờ không? Không đúng không? Chả ai bố trí như này cả, vì cái phòng thờ ấy, về cái quan niệm về phong thủy cơ bản ấy, là không ai người ta để phòng thờ mà sau lưng phòng thờ, ví dụ đây là bàn thờ các bạn, lại là nhà vệ sinh cả. Thì ở đây chúng ta sẽ không đi quá sâu vào các vấn đề phong thủy hoặc là các vấn đề về mê tín, nhưng mà những cái quan niệm thông thường, những cái quan niệm thông thường là chúng ta, các bạn thấy là chắc chắn là không có ai làm này hết. Thì có thể nói là cái vấn đề về phong thủy, một gọi là phong thủy đi, thì nó vẫn ảnh hưởng rất là lớn với cái nhà vệ sinh mà chúng ta phải bố trí như nào. Thì đó, đấy là một vài cái vấn đề mà mình khái quát về cái câu chuyện nhà vệ sinh. Thế nên là các bạn có thể thấy rằng là cái câu chuyện về nhà vệ sinh ấy, nó cực kỳ quan trọng trong cái việc là khi chúng ta thiết kế nhà ở. Nên là mình mới chọn đây là một cái chủ đề mà để nói chuyện trong cái buổi ngày hôm nay. Cái video này thì nó khá là dài, hy vọng là các bạn sẽ xem không chán. Ôi mẹ đéo gì đã hết 8 phút rồi này. Mình sẽ cố gắng là nói ngắn gọn thôi, không để nói dài quá các bạn hay bị buồn ngủ. Đầu tiên thì mình sẽ tóm tắt qua cái lịch sử của nhà vệ sinh trong kiến trúc nhà ở nhá. Thì các bạn biết rằng là Việt Nam thì mới hòa bình được cách đây khoảng vài chục năm. Và sau khi được cái kiến trúc châu Âu, không phải châu Âu, đại khái là sau khi mà được cái kiến trúc nó phát triển lên ấy, thì cái việc mà nhà vệ sinh, quan điểm về nhà vệ sinh nó cũng bắt đầu nó được thay đổi. Nếu mà các bạn nào mà tầm khoảng trên 30 tuổi ấy, thì các bạn sẽ, mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có một cái ký ức khá là mãnh liệt về cái nhà vệ sinh này. Chúng ta bỏ qua mấy cái nhà vệ sinh kiểu cầu tõm này nhá, cái này ở vùng nông thôn mà quá cũ rồi. Nhưng mà các bạn có đồng ý với mình là cái nhà ở quê ấy, mà cách đây khoảng tầm 20-30 năm ấy, thì các bạn thấy rằng là thường ở quê nó không có nhà vệ sinh ở trong nhà, không? Ví dụ một cái nhà dạng nhà cổ truyền thống ở Việt Nam như kiểu như này, thì các bạn thấy rằng là bao giờ cái nhà vệ sinh nó cũng nằm ở một cái vị trí rất là xa so với cả cái nhà này của chúng ta, đúng không? So với cái nhà chính chúng ta đang ở, đúng không? Thì từ cái thời mà mình nhớ không nhầm là cách đây khoảng tầm 20 năm trở lại ấy, là bắt đầu là người ta có cái phong trào gọi là xây nhà máy bằng, tức là người ta không xây nhà ngói nữa, người ta xây nhà đổ bê tông ấy. Khoảng hơn 20 năm thì đấy, kiểu cái nhà như này. Thì bắt đầu là trong nhà này nó mới có một cái khái niệm, nó gọi là nhà vệ sinh khép kín, tức là đại khái là nhà vệ sinh nó được tích hợp vào trong cái nhà luôn, và bắt đầu có bể phốt rồi bắt đầu có xí bệt các thứ. Chứ còn trước đó thì cái nhà vệ sinh ở quê nó làm nó rất là cực kỳ sơ sài. Đây kiểu như cái nhà này. Đây là cái nhà chính ở, xong rồi bây giờ đang buổi đêm ấy, mà trời ngoài trời mưa phùn hay là kể cả mưa bão ấy, mà buồn đi một cái là phải chạy một phát ra nữa đây, đấy, đúng không? Xong vào trong này nhanh nhanh chóng chóng xong rồi lại chạy vào, ướt hết cả người, nó cực kỳ bất tiện. Tuy nhiên là cái nhà vệ sinh này nó có một lý do để người ta làm như vậy, thì tí mình sẽ phân tích sau.
Thì hiện tại các bạn thấy rằng là đa phần các cái nhà vệ sinh mà ví dụ như nhà phố hay chung cư bây giờ thì nó đều được để trong trong nhà hết rồi. Tuy nhiên là có một cái điều hết sức là đáng tiếc ấy, là theo như là cái kinh nghiệm của mình thấy rằng là rất nhiều nhà thiết kế nhà vệ sinh ấy, nó bị sai, nó có thể nói là bị sai cơ bản về nguyên lý thiết kế, và nó khiến cho cái việc sinh hoạt ấy, nó cực kỳ bất tiện. Thực ra về cái mà nói gọi cái gọi là nguyên lý thiết kế nó là cái gì? Nguyên lý thiết kế chẳng qua nó là một loạt các cái nguyên tắc được đặt ra để làm sao khi mà chúng ta thiết kế một cái công trình lên ấy, cái người sử dụng người ta cảm thấy nó hợp lý trong khi mà người ta sử dụng. Thì cái đó nó gọi là chúng ta đáp ứng được cái yếu tố về công năng trước đã. Thì sau khi chúng ta đáp ứng được yếu tố về công năng thì chúng ta mới đi đến cái phần gọi là phần thẩm mỹ sau. Thì ở đây mình sẽ xin nêu ra một số cái bất tiện, một số cái bất cập trong cái việc là chúng ta thiết kế nhà vệ sinh trong cái kiến trúc hiện đại với nhà ống cũng như là chung cư. Mình nghĩ cái đó thì nó sẽ thiết thực hơn và nó gần gũi hơn với các bạn. Các bạn vẫn rất là dễ tưởng tượng và liên tưởng. Đoạn nào không hiểu các bạn cứ thử nghĩ nhớ lại cái nhà vệ sinh nhà mình bây giờ, hàng ngày mình đi vào nhà mình sử dụng cái nhà vệ sinh như thế nào, các bạn có cảm thấy hài lòng với nó hay không, các bạn thấy là nó có một cái vấn đề gì đấy bất cập hay không, thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vào dần dần nha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng Google để mình kiếm nhé. Mình sẽ gõ là mặt bằng căn hộ để mình xem một vài cái căn hộ chung cư, và mình sẽ bắt đầu lấy một số cái vệ sinh ra để mình phân tích xem là cái đấy nó như thế nào nha. Rồi, thì trong cái nguyên lý thiết kế nhà vệ sinh đầu tiên ấy, dù là bất kỳ là trong nhà dân, trong nhà đất hay là chung cư ấy, thì nó phải đáp ứng một cái tiêu chí đầu tiên đấy là khó thấy nhưng mà phải dễ tìm. Đây là một cái câu mà mình đã được ngày xưa mình đã được cô giáo dạy khi mà mình học về cái bộ môn về nguyên lý thiết kế nhà dân dụng. Thì thực ra câu này nó cũng rất là đơn giản thôi, tức là khi mà chúng ta bố trí trong một cái mặt bằng ấy, thì cái nhà vệ sinh nó phải ở vị trí mà người ta khó thấy được nó khi mà người ta ngồi ở những cái không gian khác. Ví dụ như là chúng ta ngồi ở bếp, ngồi ở bàn ăn hay là ngồi phòng khách thì chúng ta phải không được nhìn thấy cái cửa nhà vệ sinh nó đập lù lù vào vào mặt chúng ta. Bởi vì các bạn thấy rằng, các bạn cứ thử tưởng tượng xem, kiểu như là nhà mình đang có khách ấy mà mình lại đi từ nhà vệ sinh ra thì cảm giác nó khá là xấu hổ đúng không? Nó khá là ngại. Không ai muốn là người khác nhìn thấy là mình vừa đi từ cái nhà vệ sinh ra hết, nhất là khi mà ví dụ như là trong những cái dịp mà ví dụ mình có khách khứa gì để quan trọng đúng không? Ví dụ như người yêu đến nhà chơi hay là bố mẹ người yêu đến nhà chơi chẳng hạn, mà mình đang ở nhà vệ sinh mình đi ra thì không ai muốn là người ta nhìn thấy mình bước từ nhà vệ sinh ra cả. Nó rất là khó coi. Thế nên là cái nhà vệ sinh nó phải đáp ứng được cái tiêu chí là khó thấy, nó không thể nào được nhìn thấy một cách dễ dàng. Nhưng mà nó lại phải dễ tìm. Dễ tìm là gì? Tức là một cái nhà vệ sinh ấy, nó không được nằm ở cái vị trí kiểu đánh đố người ta. Nó phải dễ tiếp cận, tức là khi mà chúng ta có cái nhu cầu đi vệ sinh hoặc là khi chúng ta có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh ấy, là chúng ta phải rất nhanh chóng có thể là tiếp cận được nó. Hoặc là có những cái tình huống ví dụ như là nhà bạn có khách đến nhà chơi, người ta muốn đi vệ sinh, người ta hỏi mình thì người ta sẽ bén lẽ người ta hỏi là cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ? Thì thế nào bạn phải hướng dẫn người ta ấy, phải một câu hai câu, ví dụ đi đến kia rẽ phải là đến chẳng hạn, ví dụ thế. Chứ bây giờ các bạn lại chỉ người ta lòng vòng, cuối cùng người ta đi mãi người ta không tìm thấy cái nhà vệ sinh, người ta lại quay ra người ta hỏi bạn là chị làm ơn chị dẫn anh vào nhà vệ sinh một cái, thì có phải là cái tình huống này nó cũng rất là khó xử đúng không? Nên là bao giờ nhà vệ sinh nó cũng phải nằm ở vị trí là khó thấy nhưng mà dễ tìm. Thì đây là một cái điều nó khá là khó khi mà chúng ta thiết kế lần đầu. Đây ví dụ như cái mặt bằng này chẳng hạn, mình đánh giá đây là một cái mặt bằng thiết kế rất là tệ. Đây là cửa ra vào, đi vào đứng ở cửa ra vào nhìn thấy phát bục phát là đây là bàn ăn, rồi đây là phòng khách. Phòng khách cạnh ban công thì cũng khá là đẹp, tuy nhiên là ngồi đây các bạn thấy là nhìn phát đây đúng không? Rồi cái vấn đề nữa là nhà vệ sinh nó có một vấn đề, nó khá là mùi. Dù các bạn là muốn hay không, các bạn phải thấy rằng là có những người ta cực kỳ thính mũi. Và các bạn thử thử tưởng tượng đi, bây giờ ví dụ để nhà vệ sinh ở đây chẳng hạn, thế xong rồi mình đang đi vào đây ỉa thối lên gái, nên là bước ra đóng cửa vào, thì trong lúc mà chúng ta mở cửa ra ấy, thì cái hơi nó cũng thoát ra đây một tí thôi. Nhưng khách khứa ngồi đây có những người ta cực kỳ là thính mũi, người ta sẽ ngửi thấy cái mùi đấy thì nó rất là khó xử đúng không? Nó cực kỳ bối rối. Nên là cái nhà vệ sinh này theo mình đánh giá là bố trí nó hơi bị non tay. Đây một cái ví dụ khác, cái nhà này bố trí nhà vệ sinh cũng cực kỳ dở. Các bạn thử tưởng tượng đi, đang ngồi xem tivi ở đây, cửa nhà vệ sinh ngay đây, ui các bạn thấy là mùi không? Cực kỳ mùi. Thực ra ấy, một cái vấn đề có thể nói là khá lớn ở trong thiết kế nhà chung cư ấy, đấy là chúng ta xử lý cái mùi thông gió của cái nhà vệ sinh này như thế nào. Tại vì có thể nói với các bạn rằng là cái nhà vệ sinh nó là một cái nơi, nó có thể nói là một cái nơi mà cái mùi nó không dễ chịu một chút nào cả. Nên là với nhà chung cư hay là với nhà dân ấy, chúng ta nên có những cái biện pháp xử lý làm thế nào để cái nhà vệ sinh này nó không tiếp cận quá gần với cả những cái không gian chính như là khách hay là bếp đó. Và đây nó cũng chính là cái lý do chính
khiến cho là ngày xưa ấy, là các cụ là không để nhà vệ sinh trong nhà, tại vì ngày xưa các cụ rất là e ngại cái việc mùi. Bởi vì thực ra có một cái mà có thể là các bạn trẻ trẻ thì không biết, nhưng mà những anh em mà trên 30 tuổi thì thừa biết, đấy là ngày xưa thì nhà vệ sinh ở quê nó không có cái công nghệ hồ xí tự hoại hay còn gọi là bể phốt như bây giờ, và cái nó cũng không hề có cái bồn vệ sinh, à nó xin lỗi, nó không hề có cái xí bệt. Xí bệt thường ấy nó sẽ có một cái đoạn cổ ngỗng kiểu như này này, hay mà mình hay gọi là xi phông ấy, thì trong cái xi phông này bao giờ nó cũng có nước ở đây. Thì ví dụ như này là cái cấu tạo nó sẽ kiểu kiểu như này. Thì ví dụ đây là cái bồn vệ sinh của chúng ta này, thì bao giờ cái đoạn nước này nó cũng sẽ có cái tác dụng là nó ngăn mùi, nên là nó sẽ không bị bốc mùi ngược từ cái bể phốt lên 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 trên này. Nên là nói chung là với xí bệt hiện đại thì nó không bị mùi quá đâu. Còn như nhà vệ sinh ngày xưa thì nó không như vậy. Cái nhà vệ sinh ngày xưa phải nói là nó cực kỳ mùi, mùi vãi cả đái luôn. Bởi vì ngày xưa đơn giản ấy là nhà nào mà gọi là xịn sò nhá, thì thường người ta sẽ làm một cái sàn như này. Xong trên cái sàn này người ta sẽ khoét một cái lỗ và người ta đặt hai cái viên gạch để ngồi như này. Đó, hết. Xong rồi trong ở dưới này nó chỉ đơn giản là một cái hầm hoặc gọi là một cái bể đi. Thường nó sẽ có một cái cửa ra vào đâu đó chẳng hạn. Xong rồi các bạn ỉa xuống dưới này ấy, mình dùng từ hơi thô tí nhá, thì phân viết nó sẽ nổi lình phình đây, và thường là người ta sẽ có một cái thúng trấu ở bên này này, xong rồi cầm cái trấu nó giải xuống gọi là gì, che che đi cho đỡ mùi. Còn về sau ấy, cái cửa này để làm gì, để người ta sẽ thò gáo hoặc là thậm chí là nhiều khi người ta đi thẳng vào ấy để người ta gọi là múc phân này ra, xong rồi người ta ủ để người ta làm phân xanh hay là phân chuồng gì đó, phân chuồng thì phải nếu mình nhớ nhầm, để người ta tưới cây, tức là người ta tận dụng như vậy thôi. Nên là có thể nói là cái này mùi nó bốc lên để có thể nói là cực kỳ nồng nặc luôn, thối vãi cái đái. Nhưng mà nói gì thì nói ấy, dù là dùng công nghệ nào đi chăng nữa thì cái nhà vệ sinh này nó cũng là một cái khu vực phải nói là cực kỳ mùi. Nó không hẳn là cái mùi của nhà vệ sinh này mà nó còn là mùi cống rãnh nữa, tại vì trong nhà vệ sinh thì nó sẽ có những cái khu vực như là cống thoát nước chẳng hạn. Mùi cống rãnh nhá, mùi cống rãnh là một cái có thể là khi các bạn thiết kế các bạn không để ý việc đó. Thì các bạn sẽ hỏi mình là thế bây giờ khu rửa bát này này nó cũng có cống, bởi vì là rửa bát thì nó cũng sẽ có chậu rửa này đúng không, nó cũng sẽ thoát nước xuống và nó cũng sẽ thông với cả cái cống. Thế thì khác gì nhà vệ sinh này? Thì nó sẽ khác ở một cái chỗ ấy, là cái nó khác biệt ở cái chỗ này này, là cái chậu rửa bát. Các bạn thấy là cái chậu rửa bát nào ấy nó cũng sẽ có một cái nắp đậy như này đây đúng không, nên là thường khi mà không sử dụng thì chúng ta sẽ đậy cái nắp này vào, và khi đậy cái nắp này vào nó cực kỳ chặt. Thì cái nắp này này ngoài cái si phông nữa nhá, thì cái nắp này này nó cũng là một cái thành phần cực kỳ quan trọng để giúp ngăn mùi nó bốc lên từ cái cống. Các bạn nào không tin ấy, các bạn thử làm ở nhà mà đôi khi các bạn quên, các bạn không đậy cái nắp này xem, cái mùi cống nó bốc lên nó cực kỳ khó chịu, mặc dù là có si phông rồi nó cực kỳ hôi. Nhưng mà trong nhà vệ sinh ấy, thì ví dụ như cái đường ống thoát nước này thì chúng ta dù là có nắp đậy chăng nữa, nhưng mà cái nắp đậy nó không thể nào nó kín bằng nắp của cái chậu rửa được. Cái chậu rửa đậy cái nắp đấy vào nó kín luôn, các bạn có thể lấy nước vào đấy rửa rau được, nó không thoát đi được, nên là nó ngăn mùi rất là tốt. Nhưng mà trong nhà vệ sinh ấy thì cái nắp cống này nó không bao giờ nó ngăn mùi được như vậy, nên là kiểu gì thì kiểu, kể cả các bạn không dùng cái nhà vệ sinh, không dùng cái nhà vệ sinh để đi ở chẳng hạn, thì cái mùi từ cống này này rồi mùi từ cái chậu rửa này này nó cũng sẽ bốc lên, và nó sẽ khiến cho cái nhà vệ sinh này nó có cái mùi đôi khi nó cực kỳ khó chịu. Cái này mình nghĩ là chắc chắn là 100% ai mà ở chung cư ấy, thì sớm muộn thì cũng sẽ gặp cái tình huống này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nói chung ấy, là nhà vệ sinh trước nói kiểu gì thì nói, dùng từ ngữ tốt đẹp gì về nó thì nó cũng là một cái nơi nó rất là mùi. Thế nên là nó sẽ chúng ta mà để ở những cái không gian nó gần phòng khách như này, ngay cạnh phòng khách này, ngồi đây này, nó cực kỳ dở luôn, cực kỳ dở luôn các bạn. Nên là chúng ta nên có những cái biện pháp để chúng ta phân chia không gian. Thì cái đấy thì tí mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà bao giờ chúng ta cũng phải có một cái khái niệm là chúng ta phải phân chia không gian để cho cái nhà vệ sinh nó không được nằm cạnh không gian phòng khách, và càng không được nằm cạnh cái khu bếp nấu này nữa. Ở đây mình sẽ tìm một vài cái mặt bằng để mình phân tích xem là độ cái chỗ hay dở của nó như thế nào nhá. Để các bạn nào mà mới tiếp xúc với cái này này, các bạn sẽ có thêm những cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn. Còn đương nhiên như mà mình nói từ ban đầu ấy, là cái mục đích video này nó chỉ dành cho những người mà chưa biết gì về nghề, thì có thể là các bạn xem các bạn thấy hay, nhưng mà những ai mà quá thành thạo về nghề rồi các bạn sẽ xem này, các bạn sẽ thấy là ở mẹ thằng này nói toàn mấy cái cơ bản có đéo gì, này bố mày biết rồi. Và thì thực ra đúng là nó cơ bản nó quá cơ bản luôn, những cái này nó không có gì là cao siêu cả các bạn. Các bạn chỉ cần sử dụng một thời gian, thậm chí là các bạn sử dụng xong các bạn tinh ý một tí ấy, là các bạn để ý các bạn sẽ hiểu được ngay thôi, chứ cũng chả cần phải học hành cao siêu gì về thiết kế cả. Cái này mình nói chẳng qua là vì mình làm nhà nhiều thì nó thành kinh nghiệm thôi, chứ còn thực ra ngày xưa trong trường các thầy cô cũng không dạy quá kỹ về vệ sinh này. Các thầy cô chỉ nói đúng một câu như thế thôi, là thiết kế nhà vệ sinh ấy phải khó thấy nhưng mà dễ tìm.
Ok, hình như mình thấy cái mặt bằng này nó bố trí vệ sinh khá là tốt nha. Khá tốt đấy mọi người. Đây, các bạn thấy rằng là cái nhà vệ sinh chính nó ở cái khu vực này, tức là cái nhà vệ sinh dùng chung cho phòng khách bếp này, thì các bạn thấy là nó không dễ nhìn lắm. Ví dụ ở đây ngồi đây thì may ra nhìn thấy sơ sơ một tí, nhưng thực ra chỗ này phải để ý thì mới thấy, chứ còn bình thường người ta ngồi đây người ta sẽ nhìn vào cái khu vực này, hoặc là người ta sẽ nhìn sang khu vực này hơn, chứ ít ai chú ý nhìn vào đây lắm. Rồi phòng khách thì lại càng không thấy, nên có thể nói vệ sinh ở khu này nó khá là kín so với cả khu khách và khu ngồi ăn. Và ngoài ra ấy, thì là cái nhà vệ sinh nó đáp ứng được một cái tiêu chí rất là tốt, là nó khá là tách biệt khu bếp nhưng lại rất gần. Các bạn thấy là đang đứng nấu bếp đây nhá. Đấy, nhiều khi buồn tè quá chạy mẹ vào đây đi tè cái xong lại chạy ra nấu bếp bình thường, nhưng mà rõ ràng là đứng ở khu bếp này nó không thể nhìn đến nhà vệ sinh được, đúng không? Nên là không bao giờ lo là cái mùi mùi trong nhà vệ sinh nó bay ra đây được, nó không thể bay được như vậy. Thường thường cái bán kính tỏa mùi ấy, ví dụ ở đây này, nó chỉ tỏa được kiểu kiểu như này thôi, thì khu này nó khá là kín, thì ra đây gần như là cái mùi nó đã sẽ bị tan đi rồi. Nên là mình đánh giá là cái nhà vệ sinh này bố trí ở đây là một cái vị trí khá là tốt. Nhưng mà cái phòng ngủ này có thể là do hy sinh để làm cái nhà vệ sinh này tốt, nên là phòng ngủ này bố trí thì trông lại hơi chán đời. Thôi cái này nói sau đi, vì trong cái video này không phải nói về phòng ngủ. Có lẽ là hôm nào mình sẽ làm một số cái video về phân tích các cái mặt bằng để các bạn có thể có thêm một cái sự tham khảo. Nhưng mà cái nhà này thì đã có một cái điểm yếu là nó đi giao thông nó hơi lằng ngoằng, đi nó vào hơi sâu. Nhưng mà thôi, mặt bằng này nó hơi rộng và mặt bằng hình chữ L nên là bố trí nó cũng hơi khó một chút. Cái đấy thì bỏ qua này, cái mục đích của chúng ta hôm nay là nói về nhà vệ sinh mà. Nói chung là cái nhà vệ sinh này ở đây thì mình đánh giá nó cũng ok. Đây là một cái thiết kế mình đánh giá là khá là tốt. Và những cái mà mình vừa nói nó mới chỉ là cái gọi là cơ bản ban đầu, nó gọi là bố trí vị trí của nhà vệ sinh trong một cái mặt bằng như nào nhá. Thì các bạn thấy cái nhà vệ sinh này nó ảnh hưởng rất lớn đến những cái không gian xung quanh. Là ở đây chúng ta thấy là phòng khách ngồi này yên tâm, không bao giờ nhìn thấy nhà vệ sinh luôn. Ví dụ khách hỏi là đi nhà vệ sinh đâu, các bạn chỉ cần nói là đi vào khu bếp rẽ trái. Đấy, thì người ta đi gần đến đây, người ta rẽ trái cái người ta thấy cửa nhà vệ sinh ngay, đúng không? Thực ra với cái nhà này mình nghĩ là chia cái tường ở đây thì đi vào nó sẽ tiện hơn, vào cả khu này thì nó sẽ rộng hơn, nó không bị ngoắt ngoéo như này. Mà thôi, bỏ qua vấn đề đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang một cái chủ đề mới liên quan đến cái nhà vệ sinh, nó là gọi là cái thông gió và chiếu sáng trong nhà vệ sinh thế nào cho nó hợp lý. Tại sao phải có cái này? Nó sẽ rất là sai lầm khi mà các bạn nghĩ rằng là nhà vệ sinh thì cần đéo phải thông gió và cần đéo phải chiếu sáng, đúng không? Nó cực kỳ sai lầm. Nhà vệ sinh là một trong những không gian mà chúng ta cần phải làm thông gió cực kỳ tốt và phải làm chiếu sáng cũng cực kỳ tốt. Bởi vì đơn giản ấy, là cái thông gió tốt thì nó sẽ làm cho cái nhà vệ sinh là nó đỡ mùi, và chúng ta sử dụng nó sẽ cảm giác nó sẽ thoáng hơn, nó không bị bí bách và nó không 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 bị ẩm mốc. Cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta làm chiếu sáng tốt ấy, ngoài cái việc là chiếu sáng nhân tạo thì có một cái nữa rất là tốt, rất là quan trọng, đấy là chiếu sáng tự nhiên. Khi mà chúng ta một cái nhà vệ sinh mà có chiếu sáng tự nhiên tốt ấy, thì nó cũng sẽ góp phần là nó diệt khuẩn tốt và nó cũng sẽ giúp cái nhà vệ sinh nó không bị hôi. Một cái không gian mà nó không được chiếu sáng tự nhiên tốt thì gần như là bao giờ nó cũng sẽ có một cái mùi ẩm mốc, một cái mùi hôi rất là nhẹ, kiểu gì cũng có. Ở đây mình sẽ vẽ ra một cái mặt bằng ở dạng đơn giản, một cái nhà cũ của mình ấy, mà mình thấy là nó cực kỳ ok để các bạn tham khảo nhé. Về cơ bản thì cái nhà đấy của mình nó không phải là rộng lắm, nó chỉ là một cái phòng, một cái kích thước nó khoảng đâu đó khoảng 30 mét vuông thôi. Thì cái cầu thang nó đi lên kiểu như này, đây cầu thang đi lên như này, nó đi từ hướng này lên này, xong rồi lên lên đây là cái chiếu tới này. Và khi mà lên chiếu tới này thì cái nhà vệ sinh nó sẽ kiểu như này. Cái này nó là một cái nhà tập thể thôi nhưng mà nó đã được cải tạo lại. Cái này không phải mình cải tạo nhé, là chủ nhà cải tạo, mình đi thuê nhà thôi, nhưng mà mình thấy mình càng ở mình càng thấy là chủ nhà người ta thiết kế nó rất là hợp lý. À, đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng phải là kiến trúc sư thì chúng ta mới làm được những cái ra hồn. Nhiều khi chúng ta chỉ cần để ý một chút thôi là chúng ta đã làm được một cái nó rất ok rồi. Thì cái nhà vệ sinh này thì nó có một cái vách cửa vào như này. Đây, cái này nó là cửa lùa, vách kính à cửa nhôm. Nên là đóng cái cửa nhôm này vào thì cái phòng ngủ này nó rất là kín. Và phòng ngủ này thì nó có thêm một cái ban công nữa. Chỗ này nó có một cái ban công, có một cái cửa ra như này. Đây chúng ta có một cái ban công, bên ngoài này mình hay trồng cây cối này. Và trong phòng ngủ này thì đương nhiên chỗ này nó có một cái cửa sổ rồi. Thì mình ở đây mình cảm thấy là cái này nhiều khi mình cảm thấy là nó như một cái phòng ngủ hạng sang vậy. Kiểu như phòng ngủ kiểu gọi là master bedroom ấy. Mình thấy phòng này ngủ ở cực kỳ thích. Mình phân tích cho các bạn xem một số vấn đề nhé. Tức là với cái nhà vệ sinh này thì cái cửa vào của nó ở cái chỗ này và nó sẽ có một cái ô cửa nhỏ nhỏ ở đây. Cái ô cửa này của nó nhỏ lắm, nó kích thước nó chỉ khoảng tầm 20 nhân 30 thôi. Nhưng mà đằng sau này nó là một cái khoảng không rất là lớn, tức là nó là một cái khoảng trống. Nên là nó rất dễ được cái ánh sáng tự nhiên nó chiếu vào trong cái nhà vệ sinh này.
Và trong cái chỗ cái khoảng gọi là khoảng hở này thì thường là mình sẽ để một cái kệ ở đây để mình kê, để mình vẽ bằng cái màu khác nhá. Mình sẽ kệ để ở đây một cái kệ, mình để đồ quần áo linh tinh, xong rồi để luôn chỗ này một cái máy giặt kiểu nhà đi thuê mà, nó cũng không phải là một cái gì đấy nó xịn sò lắm, để máy giặt ở đây luôn. Thì ví dụ như là vào trong mình thấy lần dùng cái này rất là thích. Ví dụ buổi tối đi làm về hay lúc nào đi làm về ấy, thường mình sẽ có một cái cây quần áo ở đây, mình sẽ treo quần áo ở đây. Tủ quần áo đương nhiên mình để trong phòng ngủ rồi, mình để đâu đấy chỗ chỗ này với cả chỗ này nó có một cái phòng tủ nữa. Nhưng mà thay đồ các, ví dụ lúc nào mà mình đi tắm các thứ chẳng hạn, là mình thay đồ, mình ra ngoài này mình thay đồ và mình cho vào máy giặt để giặt luôn, sau đấy đi vào trong cái nhà vệ sinh này, thì cái khoảng này này nó sẽ đóng một cái vai trò, nó giống như kiểu hơi giống giống như một cái phòng thay đồ mini nó nhỏ ấy, kết hợp là phòng giặt luôn. Thực ra với một cái nhà dân thì cái diện tích này nó khá là đa năng. Và các bạn thấy là các bạn biết một cái điểm mà mình thích ở cái nhà vệ sinh này là gì không? Là nó cực kỳ riêng tư so với cả phòng ngủ. Mình sẽ lấy một cái ví dụ khác để các bạn có thể tham khảo, so sánh và phân tích. Đây là một cái mặt bằng chung cư mà mình thuê để mình ở ấy. Thì với cái mặt bằng này nó sẽ có một số cái vấn đề mà lúc mà mình nhìn mình thấy nó rất là vấn đề. Đó là đây là cái phòng ngủ ở đây mình tả qua nhá. Với cái chung cư này á, thì là cái mặt bằng hiện trạng của nó như này, là đây là cái phần cửa vào, lối vào chính này, thì chỗ này nó có một cái phòng ngủ nhỏ, đây là một phòng ngủ này, xong khu này nó là khu vực phòng khách này, và khu này là khu bếp này, đây, đây lấy cái mặt bằng này đi, các bạn sẽ dễ hình dung hơn, đây, thì đây là một phòng ngủ nhỏ này, đây là khu bếp này, đây là cái phòng này, thì cái khu vực này thì làm phòng khách hay phòng gì đó, và trong này nó có một cái nhà vệ sinh nhỏ, ở đây nó cũng có một cái nhà vệ sinh khác, và cái phòng nhà vệ sinh này thì nó nằm trong cái phòng ngủ ấy luôn, thì hay người ta hay gọi đây là phòng ngủ master ấy. Phòng ngủ master thực ra thì người ta hơi lạm dụng cái từ này quá, nhưng mà thường thì bây giờ người ta hay hiểu rằng là phòng ngủ master là phòng ngủ dành cho gia chủ và nó sẽ thường là có vệ sinh ở trong cái phòng đấy luôn. Tuy nhiên rằng là không phải lúc nào thì cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ master này nó cũng được thiết kế một cách hợp lý. Ví dụ như trong cái tình huống này là cái nhà này nó thiết kế một cách không hợp lý một tí nào. Ở đây mình sẽ lại phân tích một số cái yếu tố về thực ra gọi là về phong thủy thì không chính xác lắm, nhưng mà mình tạm phân tích một số cái yếu tố mà cái phòng vệ sinh này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thiết kế kê đồ của chúng ta trong nội thất nhé. Các bạn sẽ thấy rằng là có một cái nguyên tắc khi mà chúng ta thiết kế phòng ngủ ấy, mình vẽ lại một cái mô hình phòng ngủ ở đây nhá. Và trong cái phòng ngủ chúng ta sẽ để một cái giường. Đúng không? Phòng ngủ đương nhiên là cái giường nó là nhân vật chính trong phòng ngủ ấy rồi. Thì cái giường này nó phải đáp ứng được một số cái tiêu chí như sau này. Là không có cái cửa nào nó được phép chĩa vào cái giường này. Tức là ví dụ các bạn có mở cửa đi vào phòng ngủ, các bạn mở ở đây ok. Nhưng mà các bạn mở cửa ở đây ấy, là không được. Mở cửa vị trí này càng không được. Hoặc là các bạn có một cái cửa ra ban công chẳng hạn, đéo ai nó mở cửa ra ban công ở đây. Cảm giác đang nằm đây gió nó lùa thấp con mẹ phát vào đầu. Ba hôm là đau đầu là nằm chết queo ngay. Nên là thường là người ta sẽ phải để cái cửa vệ sinh ở đây. Thì ví dụ với cái phòng này, một cái cửa sẵn có nó ở đây là cửa đi vào ok. Cửa ra ban công như này ok. Thì cái luồng giao thông nó sẽ đi như này. Thì như vậy chúng ta có thể kê giường ở bất kỳ vị trí nào trong cái phòng này này thì nó đều không bị mấy cái cửa này ảnh hưởng. Tuy nhiên do một phần là do cái hình dáng của cái nhà vệ sinh này nó bị một cái là cái cửa của cái phòng vệ sinh này này kiểu đéo gì nó cũng sẽ phang vào giường. Đây là nó hơi phang vào chân giường. Thì cái lỗi này nó hơi phạm một chút. Về cái thiết kế nó không đẹp thôi. Đây là một thiết kế nó rất là tệ, nó không được tốt lắm. Thì ví dụ như trong cái này nhá, thì sẽ có nhiều người người ta làm như này, người ta sẽ vẽ một cái giường. Ở đây mình sẽ vẽ ra một cái giường này. Đối với các bạn là cái giường ngủ ở trong 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 nhà chúng ta sẽ vẽ kích thước là bao nhiêu? Thường thì các bạn sẽ thấy là một cái giường đôi này chúng ta hay vẽ kích thước nó là 1m8 và dài 2m này đúng không? Nhưng thực ra thì cái này mình chia sẻ thêm nhé, là các bạn vẽ cái giường này sau nằm ngủ khó chịu lắm. Nó tiện để phân tích qua qua nhá. Tại vì các bạn biết rằng là cái này nó sẽ tùy vào cái việc là khách hàng của các bạn là ai. Thường thì bây giờ với những cái căn hộ chung cư này, thường khách hàng sẽ là một cái cặp vợ chồng tương đối là trẻ, khoảng tầm 30 cho đến 40 tuổi gì đó. Thì tầm đó thì bao giờ người ta sẽ có một cái đứa con nhỏ, và con nhỏ thì thường hay ngủ với bố mẹ. Thì đảm bảo với các bạn là cái giường 1m8 này này nằm nó sẽ khá là chật. Khá chật đấy. Chưa kể là vợ chồng nào mà khoảng tầm 35-36 tuổi gì đấy mà có hai đứa con mà đẻ nó liền nhau hoặc là cách nhau khoảng 2-3 tuổi ấy, thì cái giường này ngủ phải cả hai đứa cùng ngủ cơ. Nên là cái giường mà 1m8 này thường nó chỉ lý tưởng khi mà chỉ có hai người lớn nằm với nhau thì may ra là vừa, hơi chật một chút nhưng mà thôi. Người lớn nằm với nhau thì thấy cho nó tình cảm, chật chật một tí thì ôm nhau, vớ vẩn lại đẻ thêm đứa nữa đúng không? Nhưng mà nói chung là phòng ngủ mà hai người lớn và một đứa trẻ ngủ giường 1m8 thì nó khá là chật.
Nên là thường mình hay khuyên các bạn nên vẽ cái giường ấy là chiều ngang ấy là 2200 thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Nó sẽ phải nói là ngủ cái giường này nó cực kỳ thích luôn. Nó không quá rộng đâu các bạn. Thực ra thì nhiều khi chúng ta sẽ vẫn cảm thấy nó chật, nhưng mà nó khá là thoải mái. Nên là với một cái phòng như thế này ấy, thì chúng ta thường ví dụ chúng ta có một cái giường này, ví dụ cái giường mình đang dùng nó là giường 2m2 chẳng hạn, mà để vào này các bạn thấy là nó choáng hết cái phòng rồi, đúng không? Thường thì cái một một cái giải pháp mà mọi người hay dùng ấy là sẽ vẽ một cái giường ngang 1m8 như này và kê nó sát cửa như này. Sau đó là làm thêm một cái vách gì đó ở đây, thêm một cái vách nhỏ ở đây này. Xong rồi bên này làm thêm chỗ chỗ gọi là phòng thay đồ ấy, tức là đi vào phòng như này. Đấy, các bạn thấy là cửa đi vào phòng như này nhá. Đấy, thế là vào trong này thay quần áo luôn, xong vào đây ngủ. À xin lỗi, vào đây là vệ sinh, còn bên này là ngủ. Thì cảm giác là phương án này nó hợp lý thôi, nhưng thực ra nói thật với các bạn là dùng cực kỳ khó chịu. Cực kỳ khó chịu luôn. Vì phòng này nó sẽ chật. Mình vẽ thử cho các bạn xem nhé. Để mà tính toán sơ bộ ấy, thì một cái tủ áo, mình cứ vẽ một cái tủ áo như này đi. Và cái tủ áo thì các bạn biết là thường là nó sẽ rộng là 600 đúng không? Ở đây chúng ta tạm thời chưa quan tâm đến cái gọi là cái chiều cao tủ áo nhé. Chúng ta vẽ ra mô hình trên mặt bằng này thôi. Thì cái tủ áo này các bạn muốn đứng thay đồ được thì nó phải cách cái tường này này. Tối thiểu là bao nhiêu? Mọi người thử đoán xem. Ở đây chúng ta phải để nó tối thiểu là khoảng 1 mét. Thì chúng ta đứng đây này, xong rồi chúng ta xoay trở các thứ nó mới thoải mái được, chứ không để nó thấp, để nó nhỏ quá thì đứng đây thay đồ nó khó chịu lắm. Rồi cái tủ áo này chúng ta mà muốn để cách cái tường này này, để cho cái lối đi này nó thoải mái ấy, thì chúng ta cũng phải để cho nó cách cái tường này tối thiểu là bao nhiêu, mọi người thử đoán xem. Tối thiểu nhá. Tối thiểu ở đây chúng ta phải để tối thiểu là 800. Chứ nếu mà chúng ta để ít quá thì đi cảm giác nó bí bách lắm. Thì thực ra với cái phương án này này là mở cửa thì vẫn thoải mái. Mở cái cửa này vào đây này, nó vẫn thoải mái, nó không bị chạm vào cái góc tủ ấy đâu. Nhưng mà bây giờ các bạn thử mà nghĩ mà xem, đây là cái tạm thời là chúng ta có cái tủ áo như này, và bây giờ chúng ta làm một cái vách. Cái vách này ở đây thì chúng ta làm một cái vách nhỏ thôi, nó cao cỡ khoảng vách thạch cao thì nó dày cỡ khoảng tầm 7 phân thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đo lại tiếp cái khoảng cách từ cái vách thạch cao này ra đến cái giường này được bao nhiêu. Các bạn thấy là đây được 1m2 đúng không? Thì thực ra nhé, đây là một cái phương án nó cũng không quá tệ. Nó là một phương án nó không quá tệ. À chết mẹ, chỗ này mình phải hơi đi sâu vào phòng ngủ rồi. Nhưng thôi rồi, mình tiện thì mình sẽ nói nốt để các bạn hiểu. Thì tại sao lại có cái phương án này? Tại vì cái phương án này ấy, mục đích là để cho cái khi mà chúng ta ở trong phòng ngủ ấy, chúng ta không bị nhìn vào nhà vệ sinh và nó không bị ảnh hưởng bởi cái mùi từ trong nhà vệ sinh này nó thoát ra phòng. Thì nó cũng ngăn được phần nào thôi. Nhưng mà phương án này có một cái nhược điểm là chúng ta gần như là chỉ có thể vào trong cái phòng này và lên giường đi ngủ, đắp chăn nhắm mắt, xong sáng dậy đi ra ngoài. Chứ cái phòng ngủ này nó không nó rất là khó để chúng ta có thể thư giãn, theo kiểu là nhiều hôm chán quá ở trong phòng ngủ không có thể chơi. Ví dụ các bạn nhà các bạn có một đứa nhóc chẳng hạn, các bạn có để cho đứa nhóc nó chạy nhảy trong cái phòng này, rồi nó bày đồ chơi ra nó chơi, rồi các bạn có thể là có cái chỗ các bạn đọc sách thư giãn, rồi các bạn làm những cái hoạt động mà chỉ ở trong cái phòng này thôi. Nó sẽ rất là khó để làm cái điều đó, bởi vì các cái khoảng không còn lại nó không đủ để chúng ta làm. Thực ra cái mà mình đang vẽ là 1m8 2m này này thì nó chỉ là cái khổ gọi là của cái đệm thôi nhá, chứ còn cái giường thực tế thì nó sẽ bị rộng ra thêm một vài phân thành giường nữa, tùy vào cái việc là các bạn thiết kế cái giường như thế nào. Và ở đây các bạn để ý kỹ là 2m thôi mà nó cũng đã bắt đầu nó bị cạ vào cái phần cửa cửa nhôm rồi này. Đó. Cái nữa là cái việc mà chúng ta nằm sát tường như này ấy, thực ra thì với một cái nhà mà nó có một cái vách kính như này thì nó rất là phí. Thường ví dụ như cái này này, thường thì chúng ta sẽ phải kê cái giường này nó lùi vào bên trong này một chút. Thì bao giờ chúng ta cái view của chúng ta nhìn ra ngoài sân này này, ví dụ ngoài sân này chúng ta sẽ trồng ban công cái gì, à trồng cây gì đó thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà như thế này thì nó lại vướng ở đây. Còn nếu mà kê sát ở đây ấy, thì cũng thực ra thì kê sát này thì cũng được thôi. Nhưng mà kê sát này cảm giác là nằm ngủ nó không có sướng. Chưa kể là cái việc là ở đây cái giường là kích thước nó nhỏ. Chứ nếu mà ở đây mà chúng ta mà để cái giường này là 2m2 chẳng hạn, rồi 2m2 này trên thực tế thì nó sẽ thành 2m3. Như mình nói rồi, nó sẽ bị rộng thêm hai bên thành giường ra. Thì các bạn thấy rằng là cái chỗ này nó chật không? Chỗ này chúng ta đo lại xem là nó còn được bao nhiêu. Chỗ này đo lại còn giỏi lắm, chắc được khoảng tầm 80 phân. 80 phân quá chật luôn. Nên là cái phòng này như mình nói rồi, kê phát là như này chỉ lên kê được một cái giường. Nên là trong cái phòng này này, nếu mà chúng với cái kích thước mà cái giường, ví dụ
cái tình huống cụ thể của mình ấy là mình có một cái giường nó rất là to. Vì lúc mà mình lấy vợ mình đã xác định là mình phải làm một giường to rồi. Sau mà vợ mà dỗi ấy, thì mỗi đứa một góc không có chạm vào nhau đỡ bực mình. Rồi mình cũng đề phòng cái trường hợp là sau có con ấy, là mình vẫn còn có chỗ mà nằm. Nhưng mà nói thế thôi, đôi khi là mình vẫn nằm sát mép giường như này và nằm thẳng cẳng luôn. Nhiều khi là tí sợ rơi xuống. Thì thôi, cũng bỏ qua vấn đề về phòng ngủ ấy nhá. Cái vấn đề về phòng ngủ ấy nói là cũng nhiều phết đấy. Nhưng mà mình vẫn quay lại vấn đề về nhà vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh này ấy, các bạn thấy rằng là với ví dụ như mình kê một cái giường như này ở đây, các bạn thấy là cái người nào mà người ta nằm ở đây này, cảm giác là quay mặt ra phát là nhìn đến nhà vệ sinh này, cực kỳ khó chịu đúng không ạ? Quay nằm ngủ đéo quay nhìn đến cửa nhà vệ sinh này, cực kỳ bực mình. Nên là thường cái tâm lý của chúng ta khi mà ở trong một cái phòng này chúng ta nằm ấy, là chúng ta ví dụ quay sang bên này ấy, là chúng ta sẽ không nhìn đến cái cửa vệ sinh này, nó sẽ nằm ở một cái nơi nào đấy mà chúng ta không nhìn thấy thì nó sẽ là đẹp nhất. Nên là thường bây giờ người ta sẽ có một số cái thiết kế như này, kiểu một cái phòng như này thì người ta sẽ làm cái nhà vệ sinh như này, cái cửa vào đây nhá. Đó, xong rồi cái cửa vào nhà vệ sinh đây. Còn bên này nó sẽ là phòng ngủ, ví dụ là kê giường như này thì nhìn sang trái sang phải thì đều không bị ảnh hưởng về bởi cái nhà vệ sinh ấy. Thì đây là một cái thiết kế mà nó gọi là nó khá là phổ thông nhưng mà khá là hiệu quả. Cái thiết kế này nó không có gì đặc sắc cả, nó rất là bình thường thôi nhưng mà nó khá là hiệu quả. Tuy nhiên là cái đặc trưng của thiết kế này mà làm không cẩn thận thì nó rất là nhàm chán. Thôi cái đấy mình sẽ phân tích sau nhé, vì nó sẽ khá là dài. Bây giờ quay trở lại cái chủ đề của chúng ta là về cái vấn đề về thông gió và chiếu sáng ấy. Thì tại sao chúng ta phải làm như thế và chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là cái nhà vệ sinh này, nó có một cái điểm mà mình cực kỳ không thích. Đó là nó rất là bí. Các bạn nhìn xung quanh này, các bạn thấy là nó không hề có trên mặt bằng này. Các bạn thấy là nó không hề có một cái ô thoáng nào có thể gọi là mở cửa sổ và thông khí tự nhiên cả. Cái này thông khí duy nhất là dùng quạt hút và hút vào lên trên trần giả thạch cao của nó ấy. Thì cái này là một cái nhược điểm của cái mặt bằng này thôi. Do là bên ví dụ những cái không gian bên cạnh nó là nhà hàng xóm rồi, không thể mở cửa nhà vệ sinh, nên là cái phòng vệ sinh này phải nói là cực kỳ bí luôn và dùng nó rất là mùi. Thực ra cái việc mùi này nó là một vấn đề khá là nhạy cảm ở chỗ là như này, có người thì cảm thấy mùi, có người thì không cảm thấy mùi. Ví dụ, mình lấy một cái ví dụ như sau nhé, nó khá là riêng tư. Ví dụ như này, bình thường ví dụ mà mình vào trong cái nhà vệ sinh này mình tắm, mình đi tắm đi, thì sau khi mà mình tắm xong ấy, rồi mình đi ra, thì nếu mà mình có việc gì đấy mình cần đi vào thì mình cũng đi vào. Tức là mình có thể là cái nhà tắm này khoảng 5-10 phút sau mình đi vào là mình thấy nó bình thường, chả vấn đề gì cả. Mặc dù ấy là sau khi mình tắm xong thì mình đóng cửa vào luôn để cho cái hơi nước, hơi ẩm các thứ nó khỏi bay ra ngoài phòng này, thì bên trong này mình bật quạt hút mùi thôi. Nhưng mà khoảng 5 phút sau mình đi vào là mình thấy nó bình thường rồi, thấy chả vấn đề gì cả. Thậm chí là kể cả vợ mình nhá, mà vợ mình vừa tắm xong vợ mình đi ra, thì ngay sau đấy mình có đi vào nhà vệ sinh này mình thấy là nó cũng không vấn đề gì cả. Mình thấy là vợ vừa tắm xong phòng tắm nó hơi bị nóng một chút thôi, vì do cái hơi nước tắm nước nóng mà. Nhưng mà đấy là mình thấy không vấn đề gì cả. Nhưng mà riêng với vợ mình chẳng hạn, là một tức là vợ mình thuộc một cái tuyết người nó gọi là cực kỳ bị nhạy cảm. Tức là nhiều khi mình tắm xong này mình đi ra đây khoảng 10 phút, 15 phút xong rồi, vợ mình đi vào cái phòng này, vừa mở phòng này ra vợ mình đi ra ngay, bảo ơ sao em không tắm đi, bảo là cái phòng này em vào em cảm thấy nó ngộp thở lắm. Tức là cái hơi nước ở trong này này nó vẫn đọng lại, và cái nồng độ hơi nước này nó làm cho vợ mình cảm thấy ngộp thở. Tức là ở đây nó không phải vấn đề về mùi hôi nhá. Hay nói một cách khác ấy, là cái nhà này, cái phòng vệ sinh này vì nó kín và cái quạt thông gió nó chạy, nó không ăn thua. Thế nên là sẽ có những người mà người ta bị nhạy cảm với cả cái gọi là cái hơi nước, hoặc là nói mình không biết diễn tả chỗ này như nào. Nhưng mà đấy, mình chỉ biết lấy ví dụ để các bạn thấy rằng là, ví dụ như vợ mình chẳng hạn, mình tắm xong phải nửa tiếng sau nó mới, hoặc là một tiếng sau nó mới vào đây nó tắm. Chứ còn mình vừa tắm xong khoảng 5-10 phút xong ấy, là không bao giờ nó vào đây nó tắm cả, vì nó bị, nó bảo là em ngộp thở, em vào đây em không thở được. Nghe khó hiểu không? Thì mình mới đặt ra câu hỏi là thế lúc em tắm thì hơi nước nó cũng có hơi nước mà tại sao lúc đấy vẫn thở được? Đó, đấy là một vấn đề mình không giải thích được. Thì cái đó nó là một cái điều nó gọi là bất tiện trong sinh hoạt, cực kỳ bất tiện cực kỳ luôn. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi, ví dụ nhá, nó là những cái câu chuyện nó rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Mình quay cái trở lại cái câu chuyện của cái nhà cũ của mình ấy, thì ít khi vợ mình gặp cái tình huống này lắm. Tức là mình tắm rồi xong cái phòng máy ra, ví dụ như này đi, sau khi mà ăn uống cơm nước xong các thứ, đến khoảng 10 giờ đêm nên đi ngủ. Xong trước khi đi ngủ thì tắm một cái không, thì mình vào tắm trước, xong đi ra nằm khểnh trên giường, nằm nghiêng chờ ráo nước.
Thì mình tắm thì nhanh lắm, khoảng 5-10 phút là xong rồi. Ví dụ mình tắm đến 10 giờ 10 là mình xong rồi. Thì chỉ khoảng 5 phút sau là 10 giờ 15 là vợ mình vào tắm. Thì vợ mình tắm xong phát nhá. Thì nhiều khi vợ mình tắm lâu lắm, tắm phải cả nửa tiếng. Thì cứ cho là 10 giờ 45 đi. Xong là xong xuôi đi ngủ rồi. Tại vì cái nhà vệ sinh này nó có cái cửa sổ liên quan đến giếng trời. À xin lỗi, nó có cái cửa sổ thông với cả thông với cả bên ngoài trời này. Nên là chỉ cần mở hai cửa ấy là gió nó tự động nó thông thoáng như thế này, nó cực kỳ thoáng. Và nhà vệ sinh lúc nào nó cũng khô ráo sạch sẽ hết á, nó không có cái mùi nào cả. Nhưng mà quay trở lại cái này. Vẫn là câu chuyện cũ, mình tắm xong lúc 10 giờ 10 thì các bạn thấy rằng là nhiều khi phải chờ phải 30 phút sau ấy, tức là đến 10 giờ 40 chẳng hạn thì vợ mình mới bắt đầu vào tắm. Và nó tắm hết khoảng tầm 30 phút thì mới xong, thì lúc đấy là 11 giờ 10 phút rồi. Tức là sẽ đi ngủ muộn hơn khoảng tầm 30 phút. Thì các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta đi ngủ muộn hơn 30 phút và thậm chí là phải hai người phải chờ nhau đấy, trong 30 phút đấy làm gì? Đấy, nó rất là mệt mỏi đúng không? Bởi khi mà chúng ta chưa tắm, người chúng ta nó chưa thoải mái, chưa sạch sẽ, chúng ta chưa đi ngủ được. Các bạn thấy là chờ đợi buổi tối nhá. Các bạn cảm giác là lên giường đi ngủ nơi rồi. Tự nhiên lại phải ngồi chờ nghịch điện thoại hay làm gì đấy chờ 30 phút sau mới đi tắm được. Cảm giác nó cực kỳ khó chịu, cái chất lượng cuộc sống nó rất là tệ. Nên là các bạn cố gắng là khi làm nhà vệ sinh, các bạn cố gắng là làm thế nào đấy để nó có một cái chỗ nó gọi là tốt nhất là nó có nên có một cái chỗ nó tiếp xúc với cả ngoài trời để chúng ta có thể mở chỗ được một cái cửa sổ đấy nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều thứ. Rồi vẫn là cái mặt bằng này, mình sẽ phân tích thêm một cái nữa để các bạn có thể lấy thêm một cái kinh nghiệm. Mình phải nói là mình thuê cái nhà này, cái mặt bằng của nó cực kỳ xấu. Đây, đấy là xong cái câu chuyện nhà vệ sinh này. Cái nhà vệ sinh này thì đành chịu, không có cách nào xử lý nhá. Bây giờ đến cái nhà vệ sinh này, nó còn xấu hơn. Cái nhà vệ sinh này ấy, thì nó đáp ứng được cái tiêu chí là khó thấy nhưng mà dễ tìm. Ví dụ như ở đây là khu bếp chẳng hạn. Khu bếp này thì nó có cái bàn bếp ở đây rồi. Thì cái khu vực bàn ăn các bạn có thể bố trí ở bất kỳ chỗ nào. Các bạn bố trí bàn ăn ở đây cũng được, mà bố trí bàn ăn ở đây cũng được. Mà phòng khách cũng tương tự như vậy, các bạn bố trí sofa ở đây cũng được, sofa ở đây cũng xong, đây cũng được, không vấn đề gì. Và ở tất cả các vị trí đó các bạn rất là khó để nhìn thấy được cái cửa nhà vệ sinh này, cực kỳ khó. Và chỗ này nó nằm ở vị trí này nó cũng khá là kín. Về vấn đề về mùi thì cũng không sợ là nó bay đi linh tinh lắm. Nhưng mà cái nhà này nó lại gặp một cái vị trí thực ra thì nó hơi không liên quan đến nhà vệ sinh này lắm mà một chút. Nhưng mà thôi, nó cũng có một chút liên quan để mình phân tích vào đây luôn các bạn. Đó là ban đầu nhìn cái mặt bằng này, mình chẳng biết là phải bố trí cái bếp với bàn ăn ở chỗ nào. Thực ra thì đây cái bếp, mình không biết là bố trí cái sofa với cả khu vực bàn ăn ở chỗ nào. Cái bếp thì nó nằm ở cố định ở vị trí này rồi. Bây giờ bố trí sofa ở đâu? Nó là một cái bài toán khó cho mình. Vì về sơ bộ nhá, thì cái kích thước cái chiều này ấy, nó đâu đấy khoảng tầm hơn 3 mét thì đó, mình không nhớ không nhầm. Là khoảng tầm tròn 3 mét thì phải, 3 mét hay 3 mét 2 thì đó. Thì nếu mà bố trí sofa nằm ở vị trí này thì xem tivi cảm giác nó bực mình lắm. Bởi vì là tivi bố trí chả nhẽ nó lại như này. Tại vì thường thì mình hay có thói quen là mình dùng một cái tivi nó rất là to, 75 inch. Vì nó quan điểm cá nhân, mình thích xem tivi to. Thì các bạn thấy rằng là dù bố trí tivi to hay tivi nhỏ ấy, mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhìn cái góc tường này, cảm giác nó cực kỳ khó chịu luôn. Nó giống như kiểu là có một cái gì đó nó đâm thẳng vào mặt mình xem ấy. Nó rất khó chịu ở cái chỗ này. Nên là bố trí cái sofa ở đây thì không được. Bây giờ nếu mà ví dụ mà không bố trí sofa ở đây mà bố trí sofa ở đây, thì các bạn có thấy là cái cột này nó cũng đéo ai để một cái khoảng không đằng sau sofa này đúng không? Nếu mà gọi là chống chế làm một cái bàn ở đây thì cũng được, nhưng mà bố trí sofa ở đây thì nó hơi dở quá. Nhưng mà ít ra là cái vị trí này nó còn tốt hơn là cái vị trí này. Tại vì cái vị trí này sofa thì nó khá là tệ, bởi vì là nó như nào nhỉ? Cái góc này nó cảm giác nó khá là bí bách, nó khá là chật chội, nó khá là nhỏ, nên là mình không thích bố trí sofa hay cái gì ở khu vực này lắm. Khi mà mình mới nhìn cái mặt bằng này thì nói chung là bằng kinh nghiệm thì mình thấy là cái góc này nó nên xử lý thành một cái không gian phụ, chứ còn để một cái không gian sofa hay gì đó ở đây thì nó không được tốt lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà bố trí sofa ở đây thì cái chiều dài nó chiều ngang lại không đủ, và đéo ai để này đi vào phòng khách, đi vào như này nhìn thống ở sofa như này, bởi vì là bên ngoài cửa nhà mình là một cái hành lang nó rất là dài. Và sau khi suy đi tính lại ấy, thì mình ra được một cái phương án là cái phương án này. Mình nghĩ là phương án này nó khá là hợp lý. Thực ra thì nó chưa phải là đẹp lắm.
Tại vì thực ra cái nhà này mình đi thuê mình chỉ cải tạo tạm tạm để ở tạm một vài năm thôi, chứ cũng không phải là làm một cách tử tế sang trọng hay là cầu kỳ gì để mà ở lâu dài cả. Thì cái giải pháp của mình ở đây nó rất là đơn giản, đó là chỗ này có cột không thì mình mới làm thêm một cái vách thạch cao mình che chỗ này vào. Thực ra chỗ này cái diện tích này nó khá là lớn đấy, nó khoảng được khoảng tầm 1 mét vuông gì đó, nhưng mà thực ra thì cái nhà này nó cũng rộng, mình cũng không có nhu cầu là mình phải tận dụng diện tích một cách tối đa quá. Bên cạnh này thì nó cái này nó chính là tủ lạnh này, và ở đây thì mình có làm một cái sofa. Thực ra ở đây kiếm một cái model ban đầu mình thích là một cái sofa chữ L, nhưng mà về sau mình có đổi lại thành một cái sofa thẳng này thôi. Và tivi thì mình để ở đây, tivi 75 inch, thì nói chung là để ở cái vị trí này nó cũng khá là hợp lý. Tại vì là nhà mình có trẻ con, mình không muốn nó ngồi gần tivi quá, nên là cái khoảng cách này nó khá là xa, nó đâu đấy khoảng tầm 4 m, 5 m gì đó, nên mình khá là hài lòng với khoảng cách này. Được 4,5 m, thì khi mà nó ngồi đây thì đại khái là khoảng cách từ mắt nó cho đến tivi thì nó đâu đấy khoảng tầm 4 m, thì mình thấy là khá là hài lòng với khoảng cách này, vì mình không muốn nó ngồi gần tivi quá. Khu vực này là cửa ra vào thì các bạn thấy là nó có cái phần này ở đây, thì đương nhiên rồi là do cái nhà này ban đầu á, hiện trạng nó thì nó là sàn gạch thì mình muốn lát gỗ, nhưng mà lát gỗ thì nó sẽ bị kênh cái cửa này lên, nó chả nhẽ là cưa cửa, nên là cái giải pháp đơn giản nhất là mình chừa ra một cái ô để cửa như này để nó có thể mở được cửa, với cả cái nữa là giày dép nó đi vào trong nhà thì nó cũng không bị bụi lên sàn. Sau tủ giày các thứ thì để vị trí này thôi. Còn trong cái phòng này ấy, thì mình có làm chỗ này là một cái phòng, thực ra cái này nó là quan điểm cá nhân nhé, nó có thể đúng nó có thể sai, tức là với những người này thì có thể là nó đúng, nhưng mà với người kia nó có thể là sai. Tại vì nhà dân mà thường là nó sẽ phải đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của người dùng trước đã, chứ nó không phải là đáp ứng được cái, nó không phải là làm lên một cái nhà để cho đẹp để mọi người chụp ảnh lên xong người trầm trồ. Quan điểm của mình là làm nhà dân nó phải đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của mình đã. Thì với cái nhu cầu của mình thì các bạn thấy rằng là như mình nói từ ban đầu là mình có một cái giường nó rất là to, cái giường này dài khoảng 2 mét, ngang khoảng 2 mét 3 và dài khoảng 2 mét 1, nên là kê cái giường vào trong phòng này nó choán bố mẹ mất cái phòng này rồi. Và mình thì không muốn cái phòng này nó chỉ vào xong rồi chỉ có nhảy lên giường, mình muốn là nó phải có cái chỗ chơi vì mình có thằng cu con mà, nên là mình muốn để những cái khoảng không cho nó bày đồ chơi dưới đây, rồi có thể là mình ngồi mình đọc sách hoặc là mình thư giãn trong phòng này, mình thư giãn thôi. Rồi mình trồng cây ngoài sân để mình có thể là mình ngồi trong phòng và mình ngắm cây cối ngoài sân chẳng hạn. Tức là nên là chốt lại cuối cùng ấy là với cái phòng này, cái diện tích cái phòng này nó rơi vào khoảng 14 mét. Với kích thước một chiều là chiều này là bao nhiêu ta? 4,7 m, còn chiều này là 3 mét. Thì cái phòng này ấy, mình chỉ kê mỗi cái giường này của mình thôi. Và thêm một cái tủ phấn nhỏ nhỏ đây, một cái tủ phấn nhỏ nhỏ ở chỗ này và một cái giá sách nhỏ nhỏ ở đây thôi. Hết. Mình không có kê thêm cái gì nữa trong phòng này hết. Nên là nó không có đồ quần áo, nó không không có chỗ để. Thì đây là cái giải pháp của mình ấy, là mình sẽ ngăn cái này lại vào trong cái phòng này thì mình làm cái phòng để quần áo, phòng thay đồ. Và trong cái phòng thay đồ này thì mình sẽ để luôn máy giặt và máy sấy ở đây, chồng hai cái lên nhau ở trong cái vị trí này. Thì các bạn thấy rằng là tính về mặt công năng thì mình thấy là nó khá là ok. Ví dụ vào trong này thay đồ ở trong phòng này luôn và đi vào đây tắm, tắm xong các thứ thì quần áo có thể mang ra đây giặt luôn, để máy giặt các thứ ở đây luôn này. Giặt xong thì sấy, sấy xong thì lại mang ra đây cất đồ. Tức là nó cái khoảng từ máy giặt ra, sau khi giặt xong nhé, mang đồ từ máy giặt ra chỗ để quần áo ấy, nó rất là gần. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giảm bớt cái gánh nặng cho người phụ nữ, tại vì người phụ nữ thì làm việc nhà khá là nhiều, nên là càng hạn chế đi lại được bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu. Và có một cái nữa là thực ra thì cái phòng thay đồ này nó không bao giờ là nó đẹp như là trên hình đâu. Ví dụ chúng ta Google một cái nó walk-in closet nhé, là tức là đã khá là phòng thay đồ á, thì các bạn thấy Google lên bao giờ cái hình nó lên nó cũng cực kỳ là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đúng không? Đây như này, hay như này. Nhưng mà mình có thể cái này mình trao đổi thẳng thắn với các bạn nhé, là ít có cái nhà nào mà cái phòng thay đồ nó gọn gàng được như này lắm. Các bạn không tin, mình cá chắc chắn là như vậy luôn. Các bạn không tin, các bạn cứ thử nghiệm mà xem. Hoặc các bạn không tin, các bạn cứ thử nhớ lại cái tủ áo của mình xem. Thực ra những cái phòng thay đồ như này thì mình nghĩ rằng là nó chỉ phù hợp, nó chỉ gọn gàng được khi mà nhà chúng ta có người giúp việc và người ta luôn luôn là dọn dẹp nhà hàng ngày với chúng ta. Chứ còn nếu mà ở cái theo cái dạng là nhà chúng ta tự ở xong rồi chúng ta tự sắp xếp đồ quần áo thứ ấy, mình nghĩ ít ít khi nó được gọn gàng như vậy lắm. Hoặc có thể là do cái tính mình nó không phải là người quá gọn gàng, nên là mình nhìn cái phòng này này thì mình nghĩ là nó chỉ đẹp lúc chụp ảnh thôi, chứ còn thực tế chúng ta sử dụng thì nó sẽ khá là bừa. Bởi vì nhiều khi đồ, các bạn thấy rằng là mình lấy ví dụ nhá, nhiều khi mà quần áo chúng ta về chúng ta không phải là ví dụ mùa hè ấy, thì chúng ta thay đồ thường xuyên, nhưng mà mùa đông ấy, nó sẽ có những cái mà chúng ta hôm nay chúng ta mặc nhưng mà mai chúng ta lại không muốn mặc nữa, chúng ta lại treo lên hoặc chúng ta vắt lên đâu đó, xong rồi mấy hôm nữa chúng ta mới mặc chẳng hạn.
Rồi nhiều khi mà quần áo về chúng ta mình không rõ là các anh em thanh niên khác như nào, nhưng mà mình thực ra mình rất là bừa bãi. Ví dụ đồ mà máy giặt mà mình lấy ra nhá, thường là ít khi mình gấp, là mình hay vo viên mình cho mẹ luôn trong tủ, hoặc là mình vắt vắt lên đâu đấy. Nên là vợ mình mắng mình rất nhiều về cái thói quen đó. Nên tóm lại là cái phòng thay đồ này thì về cơ bản là mình sẽ thấy nó là một cái nơi nó sẽ không gọn gàng cho lắm. Nên là chỗ này mình có làm một cái cửa ấy, để mình không cho người ta nhìn vào trong cái phòng thay đồ của mình. Và một cái lý do rất lớn để khiến cho mình làm cái này ấy, đấy là để cho cái khu vực phòng khách này nó sẽ kín so với cả khu vực vệ sinh này. Đương nhiên nhà có khách thì vẫn phải đi vào qua đây thì nó vẫn đi qua phòng thay đồ thôi, nhưng cái đấy thì không phải vấn đề gì chính, không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà nó sẽ giải phóng được cái phòng ngủ này bị gánh thêm cái chức năng là để quần áo. Tại vì cái phòng ngủ này nó quá nhỏ để có thể làm được thêm một cái khu vực để quần áo. Tại vì lúc nãy các bạn thấy mình vẽ cái tủ này ra thì các bạn trông thì tưởng thế thôi, nhưng mà mình nói thật với các bạn, cái tủ này nó chật lắm. Cái tủ này dài giỏi lắm thì được 2m1. 2m1 nói với các bạn là để đồ, khi là để đồ của vợ mình có khi là còn không đủ, chứ nói gì đến đồ của mình. Chưa kể là đồ của thằng cu con này mình nữa. Nên là một cái tủ này thì xác định là để đồ nó cực kỳ chật. Nên thôi bố mày làm luôn một cái phòng ra đây, tha hồ mà để đồ. Đấy, đại khái là mình nói về cái phòng này nó hơi kỹ, tại vì đây nó là cái nhà của mình, nó là cái phòng mà mình đang ở, nên là mình khá là hiểu về nó, nên là có thể phân tích cho các bạn nó khá là kỹ dựa trên cái nhu cầu của mình, để các bạn có thêm một cái gì đó để các bạn tham khảo thôi. Còn thực ra mà nói ấy, khi mà chúng ta nhìn một cái mặt bằng nào đó thì nó rất là khó để phán xét, xem là rất là khó để nhận xét là cái mặt bằng này nó có hợp lý hay không. Tại vì có những cái nó ngây ngô quá thì nhìn một phát là ra ngay. Ví dụ như cái mặt bằng này nó đang bị ngây ngô quá này, nó bị dở quá, nó tệ quá. Chứ còn nhiều cái những có nhiều cái mặt bằng khác kiểu như là như này thì rất là khó để mà có thể đánh giá được là cái thiết kế này nó có hợp lý hay không. Cực kỳ khó để làm như vậy, tại vì là nhà dân nó có một cái đặc trưng là nó sẽ có cái tính cá nhân hóa rất là cao. Mỗi một người khác nhau ấy thì sẽ có những cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Ví dụ có những người người ta thích là cái phòng thay đồ nó phải ngay trong phòng ngủ ấy, chẳng hạn, hoặc là có những người người ta thích là trong cái phòng ngủ ấy là nó phải có cái nhà vệ sinh với vách kính, có cái phòng tắm với vách kính để người ta có thể là vừa tắm vừa nhìn thấy nhau chẳng hạn. Thì những cái như vậy nó rất là khó đánh giá để xem là cái thiết kế đấy tốt hay không. Nên là trong cái video này thì về phần cuối video mình mới có phân tích về cái nhà của mình nó khá là kỹ, bởi vì là mình là người hiểu rõ nó nhất và mình là cái người hiểu rõ cái nhu cầu của người sử dụng nhất, vì đấy là mình mà. Thì có thể là với mình thì nó hợp lý, nhưng mà có thể là với những người khác thì người ta không thích cái kiểu đó thì người ta sẽ thấy nó không hợp lý. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái phân tích để các bạn tham khảo. Nhưng mà nhìn chung ấy, là trong cái thiết kế chung cư thì do cái vấn đề là vì là chung cư mà, nên là những cái vấn đề về ánh sáng và thông gió trong nhà vệ sinh nó cực kỳ khó xử lý, gần như là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải chấp nhận như vậy, và chúng ta sẽ có thêm những cái giải pháp để xử lý, để phòng hờ thôi. Ví dụ như trong nhà mình chẳng hạn thì mình quyết định là mình sẽ không sử dụng cái phòng vệ sinh này quá nhiều, mình nhiều khi là chỉ vào buổi sáng và đánh răng rửa mặt thôi. Còn các cái hoạt động khác tắm rửa các thứ là mình sẽ sử dụng cái phòng vệ sinh này. Thứ nhất là nó sẽ tiện luôn với cả cái phòng thay đồ ở đây. Cái thứ hai là cái phòng vệ sinh này nó sẽ xa ở đây, gần như là mình sẽ không bị cái ảnh hưởng, không bị cái hoạt động của cái nhà vệ sinh này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chỗ ngủ của mình. Nên là cái phòng này nó gần như là một cái phòng kiểu phòng kho đấy, gọi là phòng để đấy thôi. Thì cái hoạt động của nhà vệ sinh này nó sẽ không ảnh hưởng quá quá đến 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 cái chỗ mà mình ngủ. Thì đấy là cái do là nhà mình thì mình làm thế vậy được, tại vì nhà mình có hai vợ chồng trẻ thêm đứa con, nên là ở đây thì thực ra cái nhà này nó rất là rộng rãi, còn một cái phòng này thì hiện tại đang là phòng kho cũng chả để làm gì. Nhưng mà nếu mà nhà mà có nhiều người hơn chẳng hạn thì lại không làm thế được. Ví dụ nhà mà có 4 người, ví dụ hai vợ chồng rồi thêm bố mẹ chồng rồi, hoặc là hai đứa con lớn chẳng hạn, thì bắt buộc là cái phòng này phải sử dụng cái nhà vệ sinh này. Chứ nếu mà nhà mà 4 người hoặc 2 phòng ngủ ấy mà sử dụng chỉ chung một nhà vệ sinh thì nó cực kỳ bất tiện. Đó thì cái đó thì mình nói ra các bạn mới biết, chứ còn bình thường nếu mà nhìn cái mặt bằng như này mà bảo là đang ngủ phòng này mà lại đi ra tận đây để đi vệ sinh với cả tắm rửa xong rồi thay quần áo ấy, người ta bảo điên, đi thế nó dài quá đúng không, dở hơi. Thôi tạm thời đây đi. Ô, video này cũng 54 phút rồi, dài phết nhỉ. Mình định làm video này khoảng 30 phút thôi, nhưng mà không ngờ nói dài đấy. Thực ra còn một số cái nội dung khác cần nói, nhưng mà thôi có khi hẹn các bạn trong phần 2 nha. Thì cái video này tạm thời sẽ dừng lại tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video khác. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được các bạn một cái phần nào đó trong cái việc thiết kế. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại nha.